Ngày 22 tháng 7, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông bắt máy từ liên hoan đạp đổ bàn làm việc của lực lượng y tế được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Lúc này, người quay clip lên tiếng, có gì từ từ nói chứ anh đá như vậy là sai rồi đó. Nhiều người xung quanh khuyên nên bình tĩnh nhưng người đàn ông vẫn nói đầy bức xúc, sao có thể bình tĩnh được, mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ, bao nhiêu người đến nhà tôi. Tại sao ngoài đường không làm? Một người gần đó giải thích vì gió lớn nên nhân viên y tế đã chuyển bàn làm việc đến trước nhà người đàn ông trên. Tuy nhiên, ông ta vẫn tiếp tục lớn tiếng thể hiện sự phản đối. Gió hay không thì cũng phải có cách. Văn phòng ban quản lý có sao không làm? Người đăng tải đoạn clip tiếp. Sự việc là do đội bảo vệ và ban quản lý có ca nghi nhiễm COVID-19 nên tổ chức lấy mẫu ở cuối đường cho dân dễ tập trung. Nhưng ở khu vực đó là đất trống lớn không có cây xanh, chiều gió giật rất mạnh, nắng gắt nên đội y tế mới chọn căn nhà bỏ hoang làm điểm làm. Trong lúc chuẩn bị làm, chị vợ nhà ấy có đang nhắc không được để bàn đổ trống trước cửa. Sau đó đội mới dọn xuống đường để làm thì ông này tới đạp đổ liền mà không hề nói năng gì, cũng không cần biết đó là mẫu bệnh hay không. Cùng ngày, trả lời phóng viên báo Người Lao Động, ông Lê Quốc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận vụ việc trên xảy ra tại địa phương. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện ra sao vẫn chưa được xác định. Hiện tại, tôi đã chỉ đạo công an xã tiếp nhận và giải quyết vụ việc. Địa phương sẽ sớm thông tin cụ thể sự việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển cho biết.